Em Hồng Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị, và hôm nay thì lên sóng cho quý vị anh chị một chiếc xe SUV 7 chỗ anh chị nhé. Và chiếc xe này đang là chiếc xe đứng top trong những chiếc xe 7 chỗ phục vụ cho gia đình công việc, cũng như là mọi người sử dụng được một cái option trên xe nó rất là đầy đủ, cam 360 siêu là sắc nét luôn. Thì mọi người nhìn qua logo thì cũng có thể biết được em đang định giới thiệu chiếc xe gì rồi đúng không ạ? Đó là một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp nhất anh chị nhé. Sản xuất và đăng ký là 2021, và chiếc xe này thì em đang chạy giá ngâu, phải nói là cực kỳ là nét cho quý vị anh chị luôn nha. Với chi tiết thì mọi người nhìn giúp em từ phần đầu xe này, xe Oddo đi chỉ có 17.000 km thôi thì không khác gì một chiếc xe mới rồi. Và giá thì em được biết là trong hãng bây giờ là cũng đang không có hàng, và cũng phải đặt xe ký chờ chứ cũng không có hàng luôn đâu, mặc dù là tháng 7 rồi. Qua sau bao nhiêu tháng mà được chạy chương trình thuế rồi mà hãng vẫn chưa có xe sẵn. Đấy là cũng là một trong những cái khá là bất tiện, khách nào mà muốn lấy luôn mà không có thì cũng khá là không được thoải mái đúng không ạ? Nhưng mà nhà em thì sẽ giúp mọi người thoải mái hơn. Đây là mình có xe sẵn luôn và hồ sơ thì cũng đã giúp đầy đủ hết rồi, sang tên ở Hà Nội hay ở tỉnh thì cũng chỉ hết trong một ngày thôi là nhà em đã hoàn tất được cho quý vị anh chị rồi nhá. Và với chiếc xe này thì mọi người nhìn giúp em nào, với phiên bản từ 2021 trở đi thì phần mạ chrome ở phía trước xe ấy thì đã được thay thế bằng một chất liệu chrome rất là sáng bóng và không bị oxy hóa nữa. Với phiên bản cũ thì nhiều bác chê lắm, oxy hóa rồi là phải lau chùi liên tục. Nhưng cái phiên bản này thì mình không phải lăn tăn vấn đề gì rồi, rất là nhàn trong cái vấn đề mà vệ sinh xe. Với thiết kế thì được trang bị là cam 360 rất là nét luôn, tí nữa phải vào để cho các bác xem cái độ nét của xe như thế nào nhé. Và phần thiết kế đầu xe thì chúng ta sẽ có một dải đèn LED ban ngày hình chữ T rất là khác biệt và tạo nên điểm nhấn cho cái chiếc xe ở đây. Và cũng có một cái khe gió nhỏ, cũng là làm giả thôi nhưng mà nó cũng tạo nên một cái điểm nhấn cho chiếc xe nó trở nên hoàn thiện rất là tối ưu đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết hơn về từng đường nét và cũng như là có thể quay được cận cảnh nhất đến khoảng 90% cho quý vị anh chị xem được chất lượng chiếc xe này. Nhà em thì ngoài chiếc này thì nhà em còn hai chiếc nữa, cũng là máy dầu cao cấp nhá, nên bác nào có thích chọn thì cứ thoải mái chọn, ưng chiếc nào thì lấy chiếc đấy cho em. Mình cứ chỉ cần đi check test thoải mái, hoặc là các bác dẫn thợ đến, người quen bạn bè có am hiểu về xe thì cứ check dẫn trực tiếp qua showroom em nhá, để mình xem xe được thoải mái và không phải lăn tăn vấn đề gì cả. Bọn em thì không ngại vấn đề việc check test rồi. Với phần thiết kế đuôi xe thì mọi người nhìn giúp em là phần đuôi xe nó có một cái điểm nhấn ở đây là phần đèn hậu được nối liền với nhau thì tạo nên cái điểm nhấn rất là 3D và cho chiếc xe rất là thanh thoát đúng không ạ? Đuôi xe thì cũng thiết kế tròn tròn nên tạo ra là chính vì thế mà khi là các bác lựa chọn Santa Fe ấy, thì mình đi trong phố cực kỳ là tiện lợi luôn. Cái bán kính quay đầu của xe nó vừa phải, nó không quá to, to hẳn như Everest đây. Thì là bác nào đi là cũng sợ hơi bị cồng kềnh một chút đúng không? Nhưng mà Santa Fe thì sẽ đáp ứng được trọn vẹn luôn nhá. Từ công nghệ cho đến là chiều dài, chiều rộng nó rất là hợp lý. Thỉnh thoảng em nghĩ là cũng mới đi 7 chỗ thôi chứ còn không phải lúc nào mình cũng đi 7 chỗ đúng không ạ? Đấy, thì không đi 7 chỗ thì ta sẽ gạt xuống dưới và sẽ có một khoang không gian để trữ đồ rất là rộng nhé. Vì sao mà sang mà bán chạy ở đây thì em nghĩ là nó sẽ hợp lý với cả những khách hàng nào mà không sử dụng 7 chỗ quá nhiều. Đấy. Còn máy dầu thì rất là tiết kiệm rồi, và Santa Fe, Hyundai Santa Fe máy dầu thì nó là một cái tượng đài rất là lâu rồi. Đã đi máy dầu thì chỉ có đi Hyundai thôi anh chị nhá. Đấy, những tính năng rất là thông minh ở đây, chúng ta sẽ bấm ở đây thì sẽ gạt được cái hàng ghế thứ hai xuống anh chị nhé, và sẽ có cổng vôn nữa, cổng vôn ở khắp nơi, điều chỉnh quạt gió theo mong muốn nhé, theo chỉ của xe thì thôi. Mọi người khỏi phải xem giúp em luôn vì xe 2021 thì không có gì phải xem nhiều, chỉ cân cái giá thôi, mà giá thắng ngâu thì em bán thì coi như là
giảm hết cỡ luôn. Cốp điện nhẹ nhàng và chìa khóa đến gần 3 giây thì cốp cũng tự động mở cốp anh chị nhé. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe thì sẽ rơi khoảng là 6,4 lít cho đường hỗn hợp, là một con số quá là tiết kiệm, rất là tiết kiệm. Mặc dù là giá xăng và giá dầu bây giờ là bằng nhau rồi, nhưng mà cái độ ăn của máy dầu ấy nó vẫn rất là ít hơn máy xăng đấy anh chị ạ. Nên là mọi người có cân đối về công việc thì mình có thể lựa chọn máy dầu để rất là hợp lý nhá. Rèm cửa cho em này. Và đi vào chất lượng ghế da thì mọi người nhìn giúp em là một tông màu nâu pha đen. Rất là sang. Màu rất là sang luôn và sạch nữa. Cái tông màu này thì mọi người giữ vệ sinh nó cực kỳ tiện lợi luôn. Cổng USB nhá. Mọi người nhìn giúp em là chất lượng ghế này, bệ tì tai thì không thể thiếu rồi. Ngồi ngả rất là sâu luôn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến cái khoang đắt tiền nhất ở đây nhé. Và sẽ mục sở thị cho quý vị anh chị xem được là cái cam có nét như em bảo không nha. Đầu tiên đập vào mắt thì rất là nhiều công nghệ, nút bấm chi chít. Nhờ ghế hai vị trí này. Tiếp đến cho em là cái khoang này thì chúng ta sẽ thay bằng phanh tay điện tử rồi nhé. Rồi là hỗ trợ duy trì làn đường, mở cốp ở đây này, cân bằng chân trượt này. Đấy. Bây giờ thì sẽ nổ máy để quý vị anh chị có thể xem được cận cảnh hơn nha. Chất liệu ghế da thì 2021 thì mọi người khỏi phải lăn tăn rồi. Không phải lăn tăn gì về công nghệ luôn, vì Santa Fe cái phiên bản này nó thay đổi hoàn toàn, một bản all new. Mọi người nhìn giúp em là chất liệu em đóng cửa vào này, đập vào mắt vô lăng của em ấy thì quá là nhiều tính năng được cải tiến luôn. Đây là tính năng cruise control được cải tiến mới nhá. Mình có thể quay trở lại setup cái số km mà mình đã setup ngay từ đầu ấy. Đấy, đây là hỗ trợ duy trì làn đường rồi, lấy chuyển số trên vô lăng nhá. Đấy. Và đây giải đắt tiền nhất của chúng ta sẽ là cái giải yên ngựa đây, và không có cần số nữa mà sẽ xoay bằng tất cả nút bấm rồi, chi chít rồi nút bấm. Với máy dầu thì chúng ta sẽ có được 7 chế độ lái, máy xăng thì không được full tính năng. Có làm mát ghế rồi này, sưởi ghế này, cái làm mát ghế cực kỳ tiện lợi luôn. Đây em vừa bật xong, em cảm nhận luôn ở lưng em này, ở dưới phần đệm ghế ngồi mát lạnh luôn. Auto hold này, 7 chế độ lái, mình có thể di chuyển ở đây giúp em này. Đây là cái nét căng luôn nhá, cam 360, em bấm cho mọi người xem này. Nét thì thôi rồi luôn. Cái này hay nữa nhá, cái này hay nữa này. Cái hay ở đây nữa chính xác là nó có thể di chuyển, mình nhìn luôn ở trong phần quang trung tâm khi mình lái xe nhé. Rất là nét, và khi mà mình có di chuyển thì được hỗ trợ rất là tối ưu luôn. Có thể bấm nút ở đây này. Đấy, bác nào mà lái sợ là không được lo va quẹt thì thôi, bây giờ hết cả lo luôn. Đấy, trước sau, trước trước trái ngang 3D mình zoom được cận cảnh cho em luôn nhé. Đấy. Không phải lăn tăn gì về gì, chiếc này mọi người chỉ có alo và chốt ngay giá xe cho em thôi. Giá tháng ngâu em đang để cực kỳ ưu đãi nhá. Đây à, còn quên khoe nốt cái cửa sổ trời cho quý vị anh chị xem. Cửa sổ trời toàn cảnh thì đặc sản của nhà Hyundai rồi, siêu to. Chứ còn CX-5 với cả Honda CR-V thì không có đâu, không có cửa sổ trời to như này chị nhá. Mỗi xe thì nó sẽ có một cái ưu nhược điểm, và cái Hyundai Santa Fe thì em nghĩ là cái thời điểm này giá nó cao thôi, giá nó cao so với những chiếc xe cùng phân khúc thôi, chứ còn đâu là, nhưng mà bù lại thì quá là nhiều đặc tính rất là hay và cực kỳ là hiện đại rồi. Giá thì em bán thời điểm này em bán chỉ nhỉnh tí tư một chút thôi, mọi người mua sẽ tiết kiệm được là 200 triệu rồi, 200 triệu nhá. Nên là mọi người có quan tâm cụ thể về chiếc nào thì hãy để số điện thoại nhà em, có tận 3 chiếc nha anh chị nhá, 3 chiếc thẳng tắp nhau đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.